Quý anh chị nhà đầu tư, hiện tại em đang có mặt trước căn villa shop SV2E V12A. Căn này thì có mặt tiền rộng là 8m, chạy sâu xuống là 21m, tổng diện tích đất là 168m, xây 3 tầng và 1 tum. Căn này là hướng đông nam, rất là mát. Ranh giới đất của căn này là bắt đầu là từ khu vực này hắt về, cái khoảng trống bên hông là chia ra làm đôi, mỗi căn một nửa. Căn này thì ưu điểm là cái sản phẩm ưu điểm là có ban công là chạy dài từ mặt trước cho đến bên hông, rất là thoáng, ba mặt thoáng, mặt trước này, mặt hông và mặt sau đều là có vách kính hết, phía trên đều có ban công, rất là thoáng. Khu vực lùi trước và vỉa hè rất là rộng, cảnh quan chủ tư chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Phía bên cạnh này, bên ngay bên tay trái này đã có căn hoàn thiện rồi. Đây, căn này đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Di chuyển ra đây một chút là chúng ta có cái ngã ba. Rẽ trái, à rẽ bên phải này sẽ là ra bể bơi cách khoảng 40-45m. Phía bên này đã có rất nhiều các cái khách sạn đi vào hoạt động rồi. Xin cảm ơn anh chị đã quan tâm tới sản phẩm.